3, 2, 1, like Facebook. Xin chào mừng tất cả các bạn học sinh và các bậc phụ huynh đã đến với buổi livestream định hướng bản thân và xác định mục tiêu du học của Havina Global. Buổi livestream ngày hôm nay sẽ có những cái nội dung sau đây và khách mời của buổi livestream ngày hôm nay chính là cô Đặng Mai Trang. Hiện tại cô đang làm trưởng bộ phận du học tại Havina Global. Và buổi ngày hôm nay thì không biết là cô Trang sẽ mang tới những cái nội dung gì cho các bạn học sinh ạ. Mời cô Trang có thể giới thiệu ngắn gọn về những cái key point của buổi hôm nay được không ạ? Chào anh và kính chào quý vị phụ huynh cũng như tất cả các bạn học sinh có webinar định hướng bản thân và xác định mục tiêu du học ngày hôm nay. Thì trong cái buổi hôm nay là một cái buổi rất là quan trọng để mình cũng muốn chia sẻ với cả quý phụ huynh cũng bạn học sinh kỹ năng trong cái việc định hướng chọn ngành, chọn nghề hay là khi mà mình chọn nước, chọn trường như thế nào để các bạn có một cái lộ trình thật là chắc chắn cho những cái khởi đầu dự định đi du học của mình. Và để về cái chi tiết mình sẽ định hướng như thế nào thì chắc là một chút nữa thì chắc là mình sẽ xin phép quanh cũng như tất cả quý phụ huynh và mình sẽ đi sâu vào hơn để hướng dẫn cho tất cả các bạn. Vâng, cảm ơn chị Mai Trang ạ. Thì các bạn học sinh thân mến thì khi mà các bạn trước khi các bạn có lên một cái lộ trình du học để cho hiệu quả và tiết kiệm chi phí thì điều đầu tiên và điều quan trọng nhất mình nghĩ cũng sẽ là để các bạn có một những cái định hướng cho bản thân và xác định và định vị được bản thân mình là ai, mình muốn gì và mình muốn cái mục tiêu của mình đi du học là gì. Bởi vì hiện tại thì thực ra có khá nhiều bạn học sinh khi mà đến với Havina Global thì vẫn còn khá hoang mang và lo lắng, các bạn chưa định vị được cái ngành học cũng như là chưa xác định được đúng cái ngành học, cái mục tiêu mà để cho cái việc du học của mình, thì điều đó sẽ ảnh hưởng khá nhiều đến các bạn trong quá trình là các bạn xây dựng lộ trình du học cũng như là khi các bạn sang sang du học, thì có thể khi các bạn đã trải nghiệm cái ngành học đó rồi các bạn lại cảm thấy nó không phù hợp với cả các bạn nữa. Thì trong buổi ngày hôm nay cũng mong rằng Havina Global có thể cung cấp cho các bạn những cái thông tin cũng như là những cái phương pháp và để cho các bạn hiểu bản thân hơn cũng như là xác định được rõ ràng và được đúng cái mục tiêu du học của mình. Và sau đây xin mời cô Mai Trang ạ, sẽ bắt đầu về cái phần định hướng cho các bạn ạ. Rồi cảm ơn anh. Trước khi bắt đầu vào cái thì chắc là mình xin phép tất cả các quý phụ huynh cho mình được xưng cô và các bạn để dễ dàng chia sẻ trong buổi ngày hôm nay. Thì chủ đề ngày hôm nay cái buổi webinar mình có của Havina có làm là chính là định hướng về bản thân và xác định về mục tiêu du học. Định hướng bản thân và xác định mục tiêu du học nó sẽ gồm những bước như thế nào và các con chính ra sao. Thì bây giờ các quý phụ huynh cũng như là các bạn hãy cùng từng bước cùng với cả cô tham dự cuộc cái hành trình này để mình đã hiểu bản thân tới đâu và mình đã chuẩn bị những gì và mình đã đi theo đúng cái quy trình con đã đăng quy trình. Và sau đấy là về sau là mình sẽ có rất là nhiều cái câu hỏi thắc mắc là cô ơi tại sao là con trường hỏi con về thông tin về ngành nghề nhưng con không rõ, hay là cô ơi tại sao lại con lại bị trượt phỏng vấn với trường, tức là rất là nhiều cái câu hỏi. Nếu như các bạn mà không nắm vững ban đầu thì đấy là một trong những cái hệ lụy về sau các bạn sẽ vướng phải. Vì vậy để tránh tất cả những cái điều đó thì bây giờ cô và nhé. Vậy thì cái buổi hôm nay nội dung chính gồm những gì? Nội dung chính ngày hôm nay thì cô muốn giúp cho bạn lên một cái kế hoạch. Và cái kế hoạch đó nó sẽ gồm có 5 bước chính. Một là các bạn sẽ phải hiểu mình. Hai là các bạn sẽ phải hiểu việc. Ba là các bạn nên lựa chọn. 4 sau khi lựa chọn xong các bạn lên kế hoạch và 5 là chúng ta sẽ hành động. Thì thấy thì có vẻ rất là dài, nhiều bạn có vẻ toát mồ hôi lại bảo cô đi du học qua một agent rồi họ chọn trường làm rồi đi thôi. Nhưng như thế thì nó sẽ chỉ là một cái vấn đề giúp cho các con có thể có một cái visa.
nhất là về hiểu mình. Thì không biết là trong các bạn ở đây thì đã có bao nhiêu bạn đã hiểu về được bản thân mình trước khi mà các con đi du học? Dường như là cô thấy là ở đây thì tỷ lệ như trong cái quá trình mà cô hướng dẫn các bạn thì cũng có khá nhiều bạn rất là hiểu bản thân mình, rằng mình muốn gì và mình tại sao mình lại chọn ngành này này. Nhưng để khi giúp các bạn hiểu sâu ra, chúng ta phải nói cho đúng và cho nó, tức là có một cái chỉnh, chuẩn chỉnh. Ngay từ đầu thì các bạn lại bảo cô, con sẽ không biết diễn tả như thế nào. Vậy những cái bước nào để cho các bạn hiểu mình và các bạn nắm rõ từng bước một, nó sẽ bao gồm như sau. Về hiểu mình, nó sẽ gồm có 3 phần. Một, đó chính là về học tập. Hai, là về thích nghi với bản thân. Và ba, là các bạn phải hiểu về điều kiện hoàn cảnh của gia đình mình. Vậy thì quay về cái thứ nhất, hiểu mình về học tập. Vậy chắc đã bao giờ các bạn đã ngồi lập một... Ơi! Chị share lại cái màn hình được không ạ? Tại vì hiện tại thì nó đang bị mất cái share screen. Thế à, để chị share lại nhé. Rồi anh và các bạn đã nhìn thấy chưa em? Hiện tại thì em vẫn chưa nhìn thấy cái màn hình của chị Trang. Ok, nó đang connect lại rồi ạ. Chắc là do đường truyền hơi yếu một chút. Khi nào nhận được thì anh báo cho chị nhé. Dạ rồi ạ, chị tiếp tục đi ạ. Rồi. Vậy thì về thứ nhất là mình, thì các bạn sẽ phải cần làm sao để các bạn hiểu được bản thân mình qua những điều, các bạn phải cần biết những cái điều gì. Thứ nhất, đó chính là về cái học tập. Thì đã bao nhiêu bạn đã trước khi đi du học các con ngồi lại kẻ một cái bảng ra để mình sẽ xem là à, vậy thì học tập thì mình cần biết gì về bản thân mình, nó có thể nói lên được cái điều gì về mình. Nhưng thực sự đây là một điều rất là quan trọng. Bởi vì sao? Bởi vì nó sẽ giúp cho các bạn định vị được mình là ai và mình mạnh yếu ở điểm gì và cái ngành nghề nào nó sẽ phù hợp với mình. Bởi vì trong suốt 12 năm học của các bạn, đó chính là cái vấn đề các bạn phải đứng trước ngưỡng cửa, các bạn chọn ngành gì cho cái sự nghiệp tương lai. Nên chính vì vậy mà cái việc để các bạn kể ra một cái bảng là một điều rất thiết yếu ngay từ đầu các bạn phải làm. Thì trong cái học tập đấy nó sẽ có 4 cái nội dung sau và các bạn cần phải ngồi liệt kê ra. Một, đó chính là về cái GPA, cái điểm phẩy. Thì cái điểm phẩy này nó sẽ giúp cho các bạn nói lên được cái điều gì. Thứ nhất, nếu như trong trường hợp mà các bạn mà được học lực từ 8.0 trở lên, vậy thì đấy là một trong những cái điểm mạnh của bạn, tức là các bạn duy trì khá đều về các môn. Và trong các cái điểm phẩy đấy thì bạn sẽ tìm ra cái điểm mạnh của bạn là môn nào. Ví dụ những bạn mà thích về những cái khối kinh tế, chắc chắn nhìn điểm của các bạn là điểm môn toán này rất rất là cao đấy. Hay là những bạn mà thích nghiên cứu về sinh thì nó sẽ liên quan sinh hay vật lý. Thì đấy là những cái mà nó sẽ giúp cho các bạn hiểu ra rằng là vậy thì dựa vào những cái môn học đấy, tính cách của bạn nó sẽ là gì, nó sẽ thể hiện qua cái điểm mạnh môn học đấy. Những bạn mà chẳng như thích toán thì chắc chắn sẽ là rất là logic rồi, đúng không? Hay là những bạn mà được GPA cao thì các bạn là một người có định hướng và có mục tiêu học tập tốt. Cái thứ hai đó chính là về hoạt động ngoại khóa. Tại sao cô lại phải liệt kê cho các bạn cái hoạt động ngoại khóa này vào? Bởi vì các bạn học tốt là một phần quan trọng, nhưng không có nghĩa các bạn chỉ tập trung vào học mà các bạn cần phải có những cái kỹ năng xã hội nữa. Và đối với việc đi du học thì cái kỹ năng xã hội nó rất là cần. Thì cái hoạt động dã ngoại này thì các bạn mạnh yếu điểm gì các bạn cũng đừng ngại để liệt kê ra, bởi vì khi đi du học là chúng ta phải rất chân thật với bản thân mình. Thì
Hoạt động dã ngoại có thể các bạn sẽ là những người về điểm mạnh, các bạn rất là thích về kết nối với con người là hoạt động cộng đồng. Có ví dụ như là dạy cho các trẻ em mồ côi là đi thiện nguyện mùa hè xanh. Nhưng có những bạn thì lại không thích những cái hoạt động về cộng đồng cho lắm, về gặp nhiều người cho lắm. Thì các bạn có thể đóng góp vào cộng đồng bằng những cái hoạt động ngoại khóa, ví dụ như tham gia chạy những cái cuộc marathon để ủng hộ hay từ thiện gì đấy. Thì đấy cũng là một trong những cái điểm mạnh của các bạn. Và còn điểm yếu của các bạn, chẳng như là các bạn nếu như là không thích bất cứ một hoạt động nào thì các bạn cũng có thể nốt lại vào điểm yếu vào đấy. Thì lúc đấy nó sẽ giúp cho các bạn có một cái định hình là tính cách của các bạn sẽ là người không phải là hướng ngoại và không thích các hoạt động. Thì đấy là một trong những cái yếu tố thứ hai về học tập mà chúng ta cần. Thứ ba là về giải thưởng. Thì điểm mạnh có những bạn thì tham dự rất nhiều các cái cuộc thi ở trường, cấp quận và thành phố rồi quốc gia. Vậy thì cái giải thưởng này nó có đóng góp như thế nào vào trong cái vấn đề mà chúng ta xác định được cái tính cách của các bạn? Vì thông thường các bạn sẽ biết rằng thi thì nó sẽ có thắng và có thua. Chắc chắn đấy là một cái điều mà sẽ có bạn được giải cao và có bạn không giải gì. Nhưng những bạn mà tham dự thi, đấy là những bạn mà thực sự có cái nỗ lực và cái khả năng về chuẩn bị ăn học tập của các bạn này nó rất là tốt, và cái tính mà các bạn ý tức là luôn luôn phải cố gắng để đạt được một kết quả. Đấy là một trong những cái nó cũng thể hiện cái tính cách của các bạn, và cũng là những người rất là mạnh mẽ và có ý chí tiến thủ cao. Rồi cái thứ tư, một cái rất tưởng rằng là nó nhỏ nhưng mà nó cũng lại quan trọng trong cái vấn đề mà đánh giá như thế nào trong suốt cái quá trình các bạn học tập, đó chính là những cái sở thích và đam mê trong cái quá trình học tập đấy của các bạn là gì. Thì có những bạn thì trong cái quá trình học tập đấy thì sở thích đam mê của mình là thì đúng không, thì đọc sách nó cũng là một cái giúp cho các bạn có những cái tính về kiên trì. Và từ tất cả những cái yếu tố trên thì nó sẽ giúp cho các bạn tìm ra được bốn cái tính cách và những cái đặc điểm của các bạn. Bởi vì sau này khi mà các bạn phỏng vấn với trường, các bạn sẽ hiểu rằng cái bảng này nó sẽ quan trọng như thế nào. Các bạn biết một trong những cái yếu tố phỏng vấn mà thuyết phục được người nghe đó chính là các bạn phải nói và có phải dẫn chứng và ví dụ minh họa cụ thể. Vậy thì khi mà người ta nói rằng bạn là một con người có ý chí tiến thủ, là có tinh thần lãnh đạo, vậy yếu tố nào bạn chứng minh điều đó? Vậy thì dựa vào cái bảng này là các bạn đã có thể nói ra được một cách rất là tự tin. Bởi vì sao? Cái đó chính là mình. Và mình không phải là mình làm đẹp hồ sơ hay gì cả, bởi vì tất cả nó là con số và có chứng thực. Đấy. Thì khi mà hiểu về mình, về tất cả về những cái được gọi là cái học tập chung rồi, thì bắt đầu cái thứ hai các bạn cần hiểu, đó chính là về cái thích nghi của bản thân. Tại sao đi du học mà các bạn cần phải biết về cái thích nghi của bản thân như thế nào? Bởi vì sao? Bởi vì cái du học nó có thể giúp cho bạn biết là trường này có thể đánh giá bạn học rất giỏi và họ nhận bạn. Nhưng cái việc bạn có thích nghi được ở đất nước đấy hay không, chả nhẽ là một phần là khi mà bạn học giỏi, bạn sang bên đấy, nhưng mà vì bạn không thích nghi được về, nó rất là lãng phí. Vậy thì chúng ta phải hiểu được cái khả năng thích nghi của bản thân của mình như thế nào. Thì trong cái bạn về cái cũng có nốt 4 ý cho tất cả các bạn. Thứ nhất đó chính là về cái con người. Thì dựa vào cái ban đầu chúng ta hiểu về mình ý, về cái học tập ý, thì phần nào các bạn cũng đã biết được rằng là các bạn là một người hướng nội hay hướng ngoại. Và từ đó khi mà các bạn về cái thích nghi bản thân, các bạn sẽ biết rằng là điểm mạnh của các bạn là hướng nội, hướng ngoại, các bạn thích kết nối con người, hay điểm yếu của bạn là một người không có khả năng kết nối nhiều hay gì đấy. Thì chúng ta sẽ có những cái để chúng ta sẽ đánh giá về cái một phần nữa là tính cách của mình như thế nào, nó đi sâu hơn về môi trường sống. Thì môi trường sống, chính vì khi bạn hiểu được con người của bạn rồi thì bạn sẽ phải chọn cái môi trường sống làm sao cho nó phù hợp. Không thể nào nói một bạn là con sợ giao tiếp, con sợ trốn đông người. Ví dụ như các bạn sợ trốn đông người mà các con lại chọn sang Mỹ, hay là cùng thì Hà Lan, cũng đấy Hà Lan thì chẳng hạn như là các bạn rất thích bình yên mà các bạn đi chọn Rotterdam, thì đấy là một cái điều mà nó hơi trái với tính cách của các bạn. Nên là các bạn sẽ phải rất là kỹ khi mà các bạn hiểu được cái môi trường sống của mình nó sẽ phù hợp nào, để khi mà các bạn đã lựa chọn nó phù hợp rồi thì các bạn sẽ cảm thấy rằng là nơi đó nó giống như là bản thân mình, và mình thấy cái con người của mình nó thực sự được sống với chính là mình và giống như là gia đình mình vậy. Rồi cái thứ ba nữa là phải về phần tiết. Vậy thì tại sao thời tiết nó cũng ảnh hưởng đến cái vấn đề đi du học của các bạn? Bởi vì sao? Bởi vì thực sự nếu như các bạn nào mà sợ lạnh, mà đơn giản trước đây là cô đã có một học sinh, tức là bạn ấy đi du học là một cái vấn đề là vì
hai bạn ý và bạn trai của bạn là cùng đi du học, nhưng về sau là khi mà sang bên đấy thì nó quá lạnh và bạn không chịu được, không đi được và bạn phải đi về nước. Nên đôi khi tưởng rằng một cái yếu tố rất là nhỏ là thời tiết, nhưng nó cũng lại ảnh hưởng đến cái vấn đề đi du học của các bạn sau này. Nên chúng ta hãy xem rằng là cái khả năng mình thích nghi thời tiết nó như thế nào, thì lúc đấy là mình sẽ tiếp tục, mình sẽ khoanh vùng sau này để mình sẽ chọn lựa đi du học, các nước đi du học phù hợp. Cái cuối cùng đó chính là đồ ăn. Thì đồ ăn thì những bạn nào mà chẳng hạn như là con sợ bơ sữa, hay là con sợ ăn cái gì mà suốt ngày đường bơ sữa thì con không thể nào con ăn được, con lại thèm những món ăn ở Việt Nam dân dã, vậy thì chúng ta phải biết rằng là cái về đồ ăn chúng ta như thế nào, đến lúc đấy là các con sẽ có, các bạn sẽ có một cái sự chọn lựa nó tốt hơn. Về phần thứ ba đó chính là các bạn trong cái hiểu mình, các bạn sẽ phải hiểu đó chính là điều kiện và hoàn cảnh gia đình của mình. Vậy thì điều kiện và hoàn cảnh gia đình của mình như thế nào? Các bạn đừng có rất nhiều bạn, có một số bạn khi mà đến mà cô tư vấn hay định hướng thì hỏi rằng là con có biết rằng bố mẹ con làm thu nhập bao nhiêu hay không? Hay là bố mẹ có một cái sổ tiết kiệm như thế nào hay không? Không phải là tất cả, nhưng mà có một số bạn là bảo dạ con cũng không rõ, con chỉ biết bố mẹ cho con đi du học là đi du học. Vậy thì các bạn hãy nên nhìn lại. Vì sao? Bởi vì cái đây là một cái để các bạn biết rằng là cái vấn đề đi du học của các bạn không phải là các bạn chỉ đi một năm, nó có thể 3 năm, 4 năm và dài hơn nữa nếu như các bạn học lên thạc sĩ, tiến sĩ. Vậy nguồn thu nhập nào và điều kiện nào để chứng minh được rằng bạn sẽ đi một đường dài và nó không phải đi một đường ngắn. Chính vì vậy mà về điều kiện và hoàn cảnh gia đình của mình thì các bạn sẽ cần phải hiểu được rằng là cái quan trọng nhất, công việc của bố mẹ. Thì công việc của bố mẹ ở đây là gì? Là bố mẹ sẽ làm nhà nước hay là làm một công ty? Nếu mà làm nhà nước thì nó sẽ đơn giản hơn, đó chính là các bạn sẽ, bố mẹ sẽ cần có tất cả các cái giấy tờ về chứng nhận về vị trí này, công tác này, mức lương thu nhập hay sao. Còn đối với công ty thì nó sẽ là phải cần kể cả giấy, những cái về giấy tờ về kinh doanh nữa. Mà đặc biệt rất nhiều bạn lầm tưởng gia đình mình công ty, nhưng thực chất trên giấy tờ khi mà cô nhìn nó lại là hộ kinh doanh cá thể. Vậy thì hai cái này, bản thân hai cái này nó cũng là hai cái hoàn toàn khác nhau. Giữa công ty và hộ kinh doanh cá thể nó ảnh hưởng rất lớn cho cái vấn đề các bạn chọn nước. Vậy nên là các bạn sẽ phải rất là kỹ càng trong cái vấn đề này. Thứ hai đó chính là về sổ tiết kiệm. Các bạn sẽ phải cần hiểu được rằng là cái sổ tiết kiệm đấy của mình, gia đình mình đã gửi chưa? Vì có những nước thì họ sẽ cần các bạn gửi trước 28 ngày thôi. Nhưng có những nước như Thụy Sĩ chẳng hạn gửi tối thiểu là phải tầm 6 tháng chẳng hạn. Vì vậy nếu mà các bạn muốn đi Thụy Sĩ mà gia đình các bạn chưa gửi, vậy thì các bạn chắc chắn các bạn phải biết rằng là các bạn không thể đi ngay được. Và các bạn phải chuyển một cái hướng khác. Về nhà đất và sổ đỏ. Nhà đất và sổ đỏ thì thực sự là cô chia sẻ rằng là nó có rất nhiều bạn. Dạ vâng, nhà con có nhà đất, có sổ đỏ. Nhưng đến khi hỏi rằng là cần phải scan các giấy tờ thì bảo rằng dạ cái sổ đỏ nhà đất này đã bố mẹ con bảo đang ở trong ngân hàng. Thì đây là một trong điều mà các bạn sẽ cần phải hiểu rất là rõ rằng là những giấy tờ này có đang ở nhà hay không, hay là bố mẹ kiểu ở ngân hàng hay là như thế nào đấy, hoặc đang cho thuê gì đấy, thì các bạn sẽ phải nắm bắt được những thông tin này. Ngoài ra thì trong cái vấn đề điều kiện hoàn cảnh thì có những bạn thì bố mẹ có thể là mua bảo hiểm cho các bạn này, hay là trái phiếu gì đấy, thì các bạn cũng phải biết những cái này, bởi vì sau này khi mà hướng dẫn hồ sơ cho các bạn với những đất nước mà không phải chứng minh tài chính thì nó không sao, nhưng mà những đất nước chứng minh tài chính thì bắt buộc những thông tin này nó phải rất rõ ràng và các bạn phải hiểu. Bên cạnh đấy nó còn ảnh hưởng đến cái vấn đề sau này các bạn đi phỏng vấn ở đại sứ quán nữa. Vậy dựa vào ba yếu tố, thứ nhất hiểu mình, các bạn sẽ phải ngồi lập lại một cái bảng về học tập, về cái kỹ năng, về thích nghi của bản thân mình và điều kiện hoàn cảnh gia đình của mình, để các bạn hiểu hơn, tức là để các bạn có một cái biết, cái nhìn đầu tiên đó chính là về cái vấn đề là mình khả năng đi du học của mình ra làm sao và những ngành nào nó sẽ phù hợp. Sau khi hiểu bước 1, hiểu mình xong thì mình sẽ sang cái phần thứ hai đó chính là hiểu việc. Vậy thì rõ ràng khi mà các bạn hiểu được mình rồi, các bạn biết được những cái ngành nghề nào nó phù hợp với, tức là mình đã mạnh ở điểm gì, môn gì, ngành nghề nào, điều kiện kinh tế của mình rồi, bắt đầu mình sẽ xem đi sâu hơn về cái việc đấy của mình. Vậy hiểu việc thì các bạn sẽ phải cần làm cái gì? Thì trước khi mà đi vào cái phần hiểu việc thì cô muốn các bạn có thể ngồi lại nhìn lại mình và giúp cho cô làm một cái bài thực hành, đó chính là hãy giới thiệu bản thân mình bằng những cái từ cô đọng nhất về bạn. Bởi vì trong những cái buổi phỏng vấn ý, với cả đại sứ quán hay với trường, trường hãy luôn luôn hay có những cái câu này đầu tiên. Vậy
Dựa vào chính những cái mà các bạn vừa đúc kết xong, các bạn hãy thử ngồi làm cái ví dụ như ở đây cô đã viết dành cho các bạn, một số bạn đã làm rồi, để mình xem rằng những cái yếu tố nào nó thuộc về cái tính cách của mình và đặc điểm ra sao, và nó liên quan đến những dẫn chứng nào mình đã đưa ra để mình khẳng định điều đó là đúng. Vì nếu như khi các bạn nói rằng goal oriented là một người có định hướng hay gì đấy, thì người ta sẽ hỏi các bạn là thế thì cái điều nào để cho chứng minh bạn điều đó, thì chắc chắn là dựa vào cái bảng đấy các bạn sẽ rất tự tin để nói, mà chúng ta sẽ không cảm thấy bị bối rối hay lúng túng gì cả. Thì cái phần này thì sau buổi hôm nay thì các bạn hãy ngồi lại và các bạn sẽ làm nhé. Và nếu như các bạn có cần bất cứ một cái sự trợ giúp nào trong cái việc định hướng thì các bạn có thể comment ở dưới, và sau đấy, sau cái buổi hôm nay thì cô sẽ giúp cho từng bạn một, cũng như là cùng các anh chị ở Habina Global sẽ hỗ trợ cho các bạn thông tin hơn nhé. Tiếp theo mình sẽ vào cái phần 2 là cái phần hiểu việc. Vậy thì trong cái hiểu việc, người ta muốn hiểu được, khi mà bạn bắt đầu đã hiểu được mình rồi, bắt đầu chúng ta sẽ lên kế hoạch để chúng ta chọn về cái ngành học. Và cái ngành học này thì các bạn sẽ hiểu rằng là cái ngành học này nó chính là công việc của các bạn, là cái để các bạn mưu sinh sau khi các bạn ra trường, và là hình ảnh của bạn sau 5 đến 10 năm nữa bạn là ai trong cái vị trí đó. Thế nên nếu các bạn không hiểu và không trả lời được tất cả những cái câu hỏi xung quanh ở đây, thì các bạn hãy phải ngồi nhìn lại và ngồi viết ra. Bởi vì sao? Bởi vì đối với các trường, nếu như các bạn mà định hướng muốn xin học bổng, người ta rất cần các bạn hiểu được rõ là các bạn sẽ là ai sau khi các bạn ra trường, và 5 đến 10 năm nữa các bạn sẽ có vị trí nào trong cái ngành đấy. Vì sao? Bởi vì những người mà cần các bạn là một người có định hướng đường dài, không phải là để các bạn nộp làm sao để các bạn đỗ được trường nhận và để có visa. Đấy. Thì về ngành học thì các bạn đầu tiên là các bạn sau khi dựa vào cái hiểu về bản thân các bạn, vậy xem là bản thân mình, vậy thì mình tốt môn toán này, mình tốt khối A toán lý hóa, vậy thì ngành học nào sẽ phù hợp với mình. Rồi nó sẽ dựa trên tất cả những cái yếu tố về sở thích, đam mê của bản thân, về những cái thế mạnh của các bạn, giải thưởng bạn đã có, thì lúc đấy bạn sẽ biết rằng là ngành học của bạn sẽ là ngành nào. Khi mà bạn đã chọn được ngành đấy rồi, tiếp tục chúng ta lại quay vòng lại cái những cái hoạt động nào mà bạn có, những thành tích nào bạn có, để trả lời cho cái câu hỏi là bạn đã có những hoạt động nào liên quan đến ngành học đó chưa? Tại sao các bạn phải trả lời cái câu hỏi này? Bởi vì sao? Bởi vì khi các bạn chọn ngành có nghĩa là các bạn đã từng, tức là một, các bạn học những cái môn học nó liên quan đến cái ngành đấy và các bạn cảm thấy nó mình đấy là môn mình mạnh nhất. Hai nữa là ví dụ như có những bạn học về IB chẳng hạn, thì rõ ràng là trong cái quá trình học các bạn ấy đã từng làm, tức là leader của một cái nhóm về tổ chức một thiện nguyện của lớp hay mà hoạt động của trường nào đó để kêu gọi những cái hình thức về kinh doanh để làm sao để kêu gọi vì cộng đồng chẳng như vậy. Thì tất cả những cái đấy nó sẽ là liên quan đến, nó bổ trợ cho ngành học, nó giúp cho cái niềm đam mê khi các bạn chọn ngành học nó thực sự xuất phát từ đam mê và từ năng lực và từ cái điều bạn mong muốn, chứ không phải là vì một cái yếu tố bên ngoài, là vì gia đình các bạn yêu cầu học hay là vì là bạn chạy theo xu hướng đấy. Rồi tiếp theo đó nữa là các bạn sẽ hiểu được là tại sao bạn lại muốn học ngành đó. Vậy thì bạn muốn học ngành gì? Chúng ta đã chọn rồi, chúng ta đã có những ngành, chúng ta đã có những hoạt động và những cái điểm mạnh nào mà chúng ta liên quan đến ngành học đó, chúng ta tìm rồi. Vậy nhấn mạnh lại, vậy thì tại sao muốn học ngành đó? Muốn học ngành đó là gì? Bởi vì sao muốn học ngành đó là gì? Để sau này tôi sẽ làm cái gì đó, thì đó nó sẽ liên quan đến câu bên này. Bạn sẽ là ai sau trong vòng 5 đến 10 năm nữa, tức là phải định vị được mình. Và khi mà định vị được mình rồi thì bạn sẽ hiểu rằng là những cái việc mà bạn sẽ ứng dụng cái việc học của mình để sau này ra trường, khi bạn ra trường bạn sẽ làm như thế nào để đạt được cái mốc 5 đến 10 năm nữa là ai. Tức là tất cả những cái này muốn hiểu được, các bạn sẽ phải nghiên cứu về cái ngành học của trường rất là kỹ. Và nó phải đáp ứng được những cái yếu tố phù hợp với cái bản thân của các bạn thì nó sẽ, thì đấy mới là một trong những cái để các bạn hiểu việc thực sự. Chứ không phải là cái vấn đề các bạn chọn cái ngành này mà các bạn cứ nghĩ là à vì là cái em này cái ngành này nó nhiều, nhiều người được tuyển, sau này ra trường dễ xin việc nên em chọn. Thì thực sự người ta sẽ chọn những cái người mà thực sự nó phù hợp với họ và là làm bằng đam mê, chứ không phải là mình gồng mình để mình cho phù hợp với cái ngành học đó. Thì đấy nó là một trong những cái yếu tố mà các bạn cần phải suy nghĩ rất là kỹ. Rồi tiếp theo, vậy thì các bạn đã hiểu được mình rồi, hiểu việc rồi, thì cái thứ ba các bạn lựa chọn. Vậy lựa chọn ở đây là như thế nào? Các bạn sẽ phải
bạn hiểu được mình rồi, bản thân mình rồi này, mình sẽ mạnh điểm gì này, và mình sẽ chọn ngành gì này. Vậy thì lựa chọn là để các bạn sẽ xem rằng là dựa trên tất cả cái yếu tố bản thân, dựa trên yếu tố của gia đình, dựa trên những cái yếu tố mà bạn đang có, thì bạn sẽ chọn, lựa chọn ở đây là gì? Lựa chọn quốc gia nào và trường nào. Thì trước hết đó chính là phần lựa chọn về quốc gia. Tuy nhiên trong quốc gia đấy nó lại có 3 yếu tố chính: về học tập, về chi phí, về việc làm và định cư. Trong học tập nó lại còn có, lại chia ra hai ý là trong học tập, vậy thì bạn muốn chọn quốc gia có ngành học nổi bật liên quan đến ngành học của bạn, hay bạn muốn chọn quốc gia có học bổng cao. Về chi phí, bạn muốn chọn quốc gia có chi phí học tập thấp, hay quốc gia có diện miễn chứng minh tài chính, hoặc thuộc diện chứng minh tài chính. Còn có những bạn lại chọn lựa chọn quốc gia ở về việc làm và định cư, là nước nào có khuyến khích về việc làm sau khi ra trường, hay là nước nào khuyến khích định cư. Vậy các bạn phải hiểu những điều này để sau này nó giúp cho cái vấn đề chọn lựa của các bạn nó thực sự đúng. Vậy đi vào từng mục một về học tập. Quốc gia có ngành học nổi bật. Theo các bạn thì khi các bạn chọn cái ngành học thì các bạn có thực sự quan tâm đến cái việc quốc gia nào có ngành học nổi bật đấy hay không? Đây là một trong những cái điều rất là quan trọng. Bởi vì sao? Bởi vì các bạn phải biết rằng là cái ngành mình học nó là ngành nào, và cái ngành đấy thì cái nước đấy, nước nào nó sẽ rất là mạnh về cái ngành đấy. Bởi vì sao? Bởi vì có thể trong tương lai các bạn có thể du học ở một nước, nhưng có thể trong tương lai nó là cái điểm đích đến của các bạn, để các bạn có thể qua bên đó các bạn học tập để trau dồi, để nâng cao hơn. Thì cô sẽ đi sâu hơn để cho các bạn thấy nhé. Vậy thì những quốc gia có ngành học nổi bật là gì? Những bạn nào mà chọn luật thì các bạn có thể nghĩ đến Hà Lan, đến Mỹ, và có thể UK, Anh. Về kinh tế tài chính ngân hàng, các bạn có thể nghĩ đến Anh, Úc, Thụy Sĩ, Hà Lan, UK. Đấy, Hà Lan. Rồi về nghệ thuật, thiết kế, thì như các bạn biết là Anh là cái nôi của ngành thiết kế rồi. Rồi bây giờ ngoài Anh ra thì chúng ta có Ý, Pháp, rồi Hà Lan. Ngành marketing, truyền thông thì nước nào mạnh? Hà Lan mạnh, Singapore mạnh, Anh mạnh, Mỹ mạnh. Rồi khoa học công nghệ máy tính thì các bạn cũng thấy rằng là Đức rất là mạnh về khoa học công nghệ máy tính, Hà Lan. Rồi y nha dược chúng ta phải nói luôn là Hungary. Nên là các bạn sẽ thấy rằng rất là nhiều loại thuốc rất là tốt mà chúng ta hay nhập lại, đó chính ở Hungary. Rồi Phần Lan. Rồi vận chuyển xuất nhập khẩu thì các bạn phải biết rằng chúng ta sẽ là những cái nước mà chẳng như có thể cảng biển, thì những nước đấy thì nó sẽ là rất là phát triển về ngành xuất nhập khẩu. Như châu Á mình có Sing này, ở châu Âu thì mình có Hà Lan. Rồi về du lịch khách sạn thì như các bạn biết thì Thụy Sĩ vẫn là đứng đầu về du lịch khách sạn. Rồi Úc, Sing, Hà Lan, đấy là những đất nước mà mình sẽ thấy rằng là các quốc gia này họ rất là mạnh về các ngành này, và dựa vào những cái con số phát triển của ngành đấy tại đất nước đó, nên người ta sẽ có những cái thống kê rất là sát. Thôi thì mình sẽ không đề cập đến cái vấn đề rằng là quốc gia nào nó sẽ có là cái ngành học nổi bật nữa, nhưng có những bạn sẽ bắt đầu chỉ quan tâm đến cái vấn đề có học bổng thôi, còn em không cần quan tâm đến quốc gia nào cả. Vậy để các bạn biết được rằng đất nước nào có học bổng cao thì cô đã làm có một cái bảng ở đây để cho các bạn thấy. Thì đối với các học bổng mà có giá trị và cao thì các bạn có thể nghĩ đến, đối với châu Á mình thì có Sing thì các bạn có thể thi để vào các trường NUS, NTU. NTU thì đấy là những cái trường mà, hoặc là Nhật cũng có học bổng, rất nhiều học bổng 100%. Nhưng mà các bạn biết là sang Nhật học thì có rất là nhiều trường là học bổng bằng tiếng Anh, nhưng mà các bạn hiểu rằng là ở người Nhật thì họ cũng rất là truyền thống, nên là nếu chỉ sử dụng bằng tiếng Anh để có học bổng sang đấy thôi thì nó sẽ không thể nó đủ để giúp cho các bạn học tốt được, mà bắt buộc những bạn mà tìm học bổng ở những đất nước mà họ vẫn sử dụng cái ngôn ngữ của dân tộc họ là chính, thì các bạn phải học cái tiếng của họ trước khi sang đó học. Đấy là một cái lời khuyên của cô. Còn đối với châu Âu thì chúng ta có thể nghĩ đến Hà Lan. Phần Lan cũng có rất nhiều học bổng. Thì trước đây thì học bổng của Phần Lan ý, thì nó rất là nhiều. Và gần như các bạn mà chẳng như là học bổng GPA mà 8.0, IELTS 6.0 đã có thể tìm được học bổng của, bởi vì Phần Lan thì có một số ngành nó còn thi nữa, thì đã có thể tìm được học bổng trong phần rồi. Nhưng về sau là do tỷ lệ sinh viên của mình sang bên đấy, tức là học và thi lại nhiều quá, nên là chính phủ ở Phần Lan họ có yêu cầu rằng là khi mà bạn có được học bổng 8 phần thì bạn vẫn phải đóng học phí cả một năm đấy. Và sau đấy nếu như bạn hết một năm đấy bạn đủ đạt đủ tiến chỉ thì cái học bổng nó lại chuyển lên năm 2, rồi tiếp tục chuyển lên năm 3.
Còn nếu như bạn không đạt được đủ tín chỉ thì số tiền đấy của bạn mất, và coi như bạn vừa mất tiền học và vừa mất học bổng. Thế nên các bạn cũng phải rất là cẩn thận, kỹ trong cái vấn đề khi chúng ta tìm kiếm học bổng. Còn về những cái nước mà có nhiều học bổng và giá trị vừa phải thì ngoài ra thì có những cái trường ở Sinh thì cũng có những cái trường tư thì có những học bổng như trường Amity lên đến học bổng 33%, hay là Úc 25-50%. Đấy là những trường mà nó cũng có học bổng giá trị vừa phải, bởi vì thực sự là các trường tư thì học cái phí chi phí nó cũng khá cao, nên là cái học bổng họ cũng nó cũng là một cái để là khích lệ tất cả những cái nỗ lực học tập của các bạn. Hay Thụy Sĩ cũng chỉ có tối đa là 3.000. Rồi những cái nước mà ít học bổng thì chẳng như là Anh hay là Canada, thì như bạn biết là Canada thì chi phí học tập thì nó cũng rất là thấp, thế nên là ở Canada họ cũng không xác định là có nhiều học bổng, và cũng như Anh cũng vậy thôi. Đấy là những đấy là cái mà để giúp cho tất cả các bạn hiểu qua về những quốc gia có học bổng cao. Tiếp theo đó chính là các quốc gia có chi phí học tập thấp. Thì nhiều bạn xác định khi đi du học là cô ơi, con biết là cái điểm của con không được tốt lắm nên là con cũng không nghĩ đến học bổng đâu. Con chỉ cần cái, nhưng mà con rất thích đi du học nhưng vì điều kiện kinh tế của con không tốt. Vậy thì không tốt, chúng ta sẽ nghĩ đến những đất nước nào có chi phí học tập thấp. Các bạn, thực sự trên kinh nghiệm của cô chia sẻ rằng là những đất nước nào mà không dùng tiếng Anh thì đều là thấp hết. Đấy, hoặc nếu là dùng tiếng Anh thì các bạn phải vào được cái trường công thì nó sẽ thấp. Còn ngoài ra chẳng như là đi Pháp thì những trường công lập nó cũng đều rất là thấp một năm. Đấy, còn rồi Ý, Tây Ban Nha, Hungary. Và như năm vừa rồi thì cô có một học sinh là học ở trường Estonia thì học phí cũng dưới 100 triệu một năm. Thì đấy, nhưng mà các bạn sẽ phải biết rằng là cái thủ tục về làm visa nó sẽ những cái nước nào mà nó chưa được phổ cập ở Việt Nam, phổ biến thì như học sinh của cô ở Estonia, học ở trường Estonia thì bạn phải sang tận Trung Quốc để các bạn giá visa. Hay là còn những cái nước kia thì chắc chắn người ta vẫn phải yêu cầu các bạn sẽ phải có cái tiếng đất nước của họ thì các bạn mới học được. Thì nếu như các bạn muốn chi phí học tập thấp và muốn đi du học thì cứ xác định ngay từ đầu thì mình nên học tiếng Nhật hay tiếng Pháp hay tiếng Ý, tiếng Tây Ban Nha, thì như thế để cho cái chi phí nó giảm hơn nhé. Về cái thứ tư là nhiều bạn thì như các bạn cũng biết là ở mình thì cũng có rất nhiều gia đình cho con đi học nhưng mà về cái chứng minh tài chính thì không được rõ ràng. Thế nên là cái vấn đề ở đây bố mẹ sẽ không phải quan tâm đến cái vấn đề là học bổng hay là cái vấn đề mà chi phí thấp hay như thế nào, mà chỉ quan trọng là cái đất nước đấy nó không phải chứng minh tài chính thôi. Vậy thì những đất nước nào, những quốc gia nào mà có diện không chứng minh tài chính để khi các bạn chọn lựa, thì những bạn nào mà trong cái diện mà bố mẹ không, nguồn gốc thu nhập của mình không rõ thì các bạn hãy quan tâm đến cái mục này, vì cái mục này sẽ giúp cho các bạn rất là nhiều trong cái vấn đề chúng ta chọn nước. Về không chứng minh tài chính, thứ nhất là Úc. Thì các trường mà không chứng minh tài chính thì nó sẽ thuộc các trường gần như top, các học phí rất là cao và trung bình khoảng 500 triệu một năm. Thì đấy là những trường không chứng minh tài chính. Tuy nhiên đối với Úc thì nó là không chứng minh tài chính, nhưng mà hiện nay thì các bạn cũng thấy là tình trạng visa thì nó cũng khó dần lên, nên là dù là chúng ta không phải miễn chứng minh tài chính nhưng mà ít ra chúng ta phải có những cái sổ tiết kiệm, tức là để chứng minh rằng là mình đảm bảo đủ được cho cái vấn đề học tập đấy của mình trong vòng một năm. Rồi về Canada có diện SDS, như các bạn là sẽ là yêu cầu IELTS 6.0 và không có kỹ năng nào dưới 6.0. Nhưng mà hiện nay thì Canada tình trạng SDS thì như năm vừa rồi 2019 thì ghi nhận thì nó cũng khoảng độ tầm 70% là đỗ SDS, nhưng mà vẫn có những trường hợp là trượt visa. Thế nên là chúng ta cũng sẽ không thể chủ quan với diện SDS, và mình vẫn phải cần về, tức là mình nếu mà những bạn nào mà học thuật mà không tốt hay là như thế nào, mình sẽ phải làm một cái bảng về một cái thư giải, một cái thư về giải trình về cái kế hoạch học tập của mình hay là về cái chi phí gia đình mình đã chuẩn bị như thế nào, vì đại sứ quán họ sẽ rất coi trọng vào cái thư giải trình về cái giải trình về cái chi phí sinh hoạt đấy của mình, cũng như cái kế hoạch học tập của mình ra làm sao. Rồi ở Hà Lan thì các bạn cũng biết là hiện năm nay một vài năm gần đây thì Hà Lan gần như là cũng là một trong những sự chọn lựa rất là lớn của bố mẹ, bởi vì không chỉ là cái vấn đề là đất nước an toàn, rồi cái chương trình học tập cũng là top đầu trên thế giới, mà Hà Lan có một cái thuận lợi đó chính là cũng không phải chứng minh tài chính. Ví dụ như là khi các bạn được trường nhận và các bạn đóng toàn bộ cái chi phí học tập và chi phí ăn ở một năm tại Hà Lan thì cái tỷ lệ đỗ visa cho đến thời điểm hiện tại là 99% là đỗ visa. Có nghĩa là
ở bên đó khi các bạn được trường nhận rồi và đóng xong phí và gửi cái địa chuyển tiền sang là ở bên trường sẽ làm visa cho các bạn. Và sau đấy khoảng độ, nếu mà với các trường mà ứng dụng thì nó khoảng độ tầm 2 đến 4 tuần là có visa mềm. Và khi có cái visa mềm đấy về rồi thì các bạn cầm một chuẩn bị các cái giấy tờ cũng như là hộ chiếu để mình đem lên đại sứ quán để mình đi dán visa thôi. Đấy, thì đấy là một trong những cái mà nó cũng khá tốt cho các bạn trong cái diện không chứng minh tài chính. Rồi Đức cũng là một trong những cái diện này, có nghĩa là các bạn sẽ nộp full học phí và sinh hoạt phí một năm. Mình sẽ có một cái tài khoản đóng băng, và cái tài khoản đóng băng này sẽ là có cái ngân hàng, theo ngân hàng của bên Đức họ sẽ yêu cầu mình, và họ sẽ gửi email và các bạn sẽ cầm cái giấy đấy ra ngân hàng, các bạn đóng băng tài khoản. Sinh thì cũng không chứng minh tài chính và cũng không cần visa, nhưng mà đấy là đối với, nhưng mà hiện nay thì các bạn cũng biết rằng là sinh cũng khá khắt khe trong cái việc về cái visa, nên là đặc biệt là các bạn nữ, nên là chúng ta sẽ cũng phải cố gắng để mình làm sao mình có được một cái bộ hồ sơ nó tốt nhất. Ngoài ra thì sẽ có những một số phụ huynh thì vẫn sẽ quan tâm đến cái vấn đề về chứng minh tài chính để làm giảm bớt được cái chi phí học tập như thế nào, thì nhân cơ hội đây thì cô cũng sẽ chia sẻ luôn với cả quý phụ huynh để các bạn cùng nắm được luôn. Thì chứng minh tài chính thì chẳng như là Úc, Canada, Anh, đấy là những nước mà chứng minh tài Úc, có lẽ Úc với cả Canada, New Zealand là chứng minh tài chính rất là khó. Đấy, thì các bước để chứng minh tài chính như thế nào thì nếu với những phụ huynh nào cần quan tâm thì có thể để lại thông tin, và cô cũng như là Havina Global sẽ hỗ trợ cho phụ huynh trong cái vấn đề về chứng minh tài chính làm sao cho nó tốt nhất theo tùy vào trường hợp của mỗi bạn như thế nào. Còn đối với anh thì chứng minh tài chính thì cho đến hiện tại thì về chứng minh tài chính của anh thì nó là khó, nhưng thực sự cũng không phải là quá khó nếu như trong trường hợp mà các bạn học tập tốt, có IELTS đầy đủ rồi. Thì ở Anh thì với những bạn mà trên 18 tuổi thì các bạn có thể đứng một sổ tiết kiệm được rồi, thì sổ tiết kiệm nó gồm có học phí và chi phí ăn ở một năm, theo tùy nó sẽ dựa vào cái tờ thông tin của trường gửi. Ví dụ như các bạn ở London thì cái chi phí sinh hoạt một năm bao nhiêu, ở ngoại ô thì nó bao nhiêu, thì các bạn dựa vào thông tin đấy để các bạn mở một cái sổ tiết kiệm. Thì đối với Anh thì các bạn chỉ cần mở sổ tiết kiệm trước 28 ngày khi mà mình ra đại sứ quán thôi. Có một cái lưu ý rằng là với các bạn mà không phải ở Hà Nội hay là ở thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng thì cái tỷ lệ mà phỏng vấn rất là cao. Đấy, nên là khi mà đã nộp visa rồi thì các bạn luôn luôn phải để ý điện thoại, bởi vì đại sứ quán họ có thể phỏng vấn mình. Và về cái kỹ năng phỏng vấn thì sau này nếu mà các bạn cần hỗ trợ, các bạn cũng có thể để lại thông tin. Rồi. Tiếp theo đó chính là về cái quốc gia. Đó chính là rất nhiều bạn sẽ không cần quan tâm đến chi phí, không cần quan tâm đến học bổng, không cần quan tâm đến gọi như là những cái ưu đãi gì, mà các bạn chỉ cần quan tâm là đất nước đấy có được định cư hay không, để em được ở lại hay không. Thì đây cũng là một cái cô cũng có để đây để cho các bạn xem, đó chính là về cái yếu tố tiếp theo, yếu tố thứ 5, đó chính là các quốc gia ưu tiên việc làm và định cư. Thì đầu tiên trong cái mục này cô có hai phần. Thứ nhất là các quốc gia được phép làm thêm. Thì các bạn biết là hầu hết tất cả các nước đều cho phép làm thêm đối với các bạn. Ví dụ như là ở châu Âu thì đều sinh viên được làm thêm từ tối đa từ 16 đến 20 giờ một tuần. Đấy. Thì các bạn tuy nhiên thì thực sự là nếu mà nói để làm thêm sinh viên thì các bạn không thể nào làm hết được cái số giờ này. Bởi vì sao? Bởi vì thực sự là cái việc học nó cũng rất là nặng. Nên là chủ yếu là các bạn tập trung vào học, làm vào các hè hay các ngày nghỉ lễ thôi. Sinh thì đối với sinh thì người ta sẽ chỉ các bạn đại học công lập mới được phép làm thêm tối đa 16 giờ một tuần, còn lại các trường tư thì sẽ không được làm thêm. Và bạn nào mà làm thêm thì như các bạn biết thì các bạn sẽ bị nếu mà bị bắt thì sẽ rất là nguy hiểm cho cái vấn đề, có thể là nếu mà nhẹ thì có thể là bị phạt, còn nếu không thì sẽ phải trục xuất về nước. Thì các bạn cũng phải rất để ý trong cái vấn đề đi làm thêm, vì ở nước ngoài nó làm đen và làm trắng rất là rõ ràng, không phải như mình. Rồi Úc tối đa được 20 giờ một tuần. Ở Mỹ thì sinh viên chỉ được phép làm thêm trong trường học và các bạn không được làm ở ngoài. Cái này các bạn cũng phải nắm rõ. Ở Hà Lan thì các bạn làm được 16 giờ một tuần. Tuy nhiên thì các bạn, đối với Hà Lan thì các bạn cũng phải để ý rằng là Hà Lan khi mà các bạn chọn ý, thì nó sẽ có 16 giờ một tuần. Có nghĩa là các bạn sẽ làm trong năm học và hè đều là 16 giờ một tuần. Còn nếu như các bạn không chọn 16 giờ một tuần này và các bạn trong năm học muốn tập trung, các bạn làm hè thì các bạn sẽ được 40 giờ một tuần. Nhưng các bạn chỉ làm được trong 3 tháng hè thôi và trong năm học các bạn không được làm thêm. Đấy, các bạn phải lưu ý điều đó nhé. Vì cái quy định của mỗi nước nó sẽ khác nhau nên là các bạn chỉ cần nắm không rõ thôi, nó cũng rất là nguy hiểm.
Rồi Đức cũng được phép làm thêm 120 ngày trong một năm nếu mà làm toàn thời gian, và 240 ngày trong một năm nếu mà các bạn làm bán thời gian. Rồi Tây Ban Nha các bạn cũng được làm thêm 20 giờ một tuần. Nhưng mà Tây Ban Nha và Đức mà các bạn muốn đi làm thêm thì các bạn cứ xác định các bạn phải học tiếng của họ các bạn mới làm thêm được. Còn người dân của họ phần lớn là không sử dụng bằng tiếng Anh nhiều đâu. Đấy. Pháp cũng được làm thêm 964 giờ một năm. Và Canada thì sinh viên cũng được làm 20 giờ trong một tuần. Thì đấy là những đất nước mà gần như các quốc gia họ đều được phép để cho các bạn làm thêm. Nên là các bạn có thể an tâm là nếu mà mình biết sắp xếp việc học cũng như làm thêm thì mình cũng sẽ đủ để chi phí. Rồi, phần quốc gia mà khuyến khích định cư vậy là những quốc gia nào? Chắc là đi đầu tiên thì đó chính là về Canada. Thì như các bạn biết thì Canada thì cũng khuyến khích định cư trong cái vấn đề mua nhà, đầu tư kinh doanh. Đó. Sinh thì hiện nay thì chính phủ cũng đã đồng ý cái cấp cái visa PR thường trú dân cho các sinh viên mà sống thời gian sống của sinh ít nhất 2 năm và đã vượt qua ít nhất một kỳ thi quốc gia. Ví dụ như là GCE, O-level, A-level thì đấy là một trong những cái mà chính phủ họ muốn khuyến khích tất cả những cái người trẻ khi mà họ đã học tập từ nhỏ tại sinh thì sau này cái vấn đề mà họ tiếp tục học tiếp nó sẽ kéo dài hơn. Đấy nên là chính phủ sinh họ cũng đã đồng ý cái cấp visa PR này. Nên là những bạn nào mà có anh chị em mà muốn đi sớm để chúng ta có được cái diện này thì chúng ta có thể nghĩ đến sinh đầu tiên. Rồi Úc cũng được tự động ở lại 2 đến 3 năm sau khi học xong. Thì tuy nhiên họ cũng mở rộng cái khu định cư về Nam Úc và khuyến khích định cư. Như các bạn biết thì ở Nam Úc thì nó cũng rất là heo hút vì nó cũng đang là một cái khu để phát triển. Nên là nhiều bạn thì sẽ xác định là sang Nam Úc để chúng ta có thể là học thôi, nhưng mà sau này có điều kiện chúng ta sẽ dịch chuyển lên các thành phố lớn. Thì đấy là cũng là một trong những cái định hướng của các bạn đi về đường dài. Thay vì là chúng ta ngay đầu tiên chúng ta tìm các trường ở Sydney hay gì đấy để chúng ta học, nó chi phí rất đắt đỏ và cái tỷ lệ visa ở những cái thành phố lớn thì người ta cũng sẽ xét nó khó hơn đối với những cái vùng mà người ta đang khuyến khích định cư. Đó. Rồi Hungary thì khi mà các bạn chỉ cần đầu tư một cái nhà khoảng độ tầm 3 tỷ. 3 tỷ là các bạn cũng có được cái thẻ thường trú dân rồi. Thì đấy cũng là một trong những cái mà họ đang khuyến khích tất cả mọi người. Rồi Hà Lan thì sau khi các bạn học xong thì visa được tự động 1 năm để các bạn có thể ở lại làm. Và trong thời gian các bạn 1 năm các bạn ở lại làm và các bạn kiếm được một cái công việc có nguồn thu nhập ổn định đủ chi phí cho các bạn thì các bạn có thể được tự đào và đủ một cái số tiền 27.000 một năm, thì không, cái số tiền này nó có thể thay đổi theo mỗi năm. Thì khi các bạn đã, như các bạn biết là khi các bạn sống và học tập hợp pháp, ở đây cô dùng từ hợp pháp 5 năm thì các bạn có thể thi để xin thường trú dân, để xin làm thường trú dân ở Hà Lan. Thì thi để làm để định cư ấy, thì bao giờ người ta cũng sẽ rất là để đến các cái được gọi là tiếng này, rồi lịch sử, rồi văn hóa, đấy là những cái mà người ta rất là coi trọng, nên các bạn cũng, nếu mà xác định thì các bạn cũng phải để ý. Thì tuy nhiên thì cái vấn đề mà khuyến khích định cư thì như lúc nãy cô có nói là các bạn phải ở hợp pháp. Thì ở hợp pháp đấy là như nào, là có nghĩa các bạn khi mà các bạn ở đăng ký ở thì các bạn sẽ phải có cái tạm vắng tạm trú, chứ không phải là như mình thì mình cứ đăng ký mình thuê trọ thôi nhưng mà mình không tạm vắng tạm trú. Thì nếu như các bạn không có lên trên các cái city hall như Hà Lan, không lên city hall các bạn đăng ký thì coi như các bạn sẽ ở phi pháp. Thế nên là đây là một trong những cái các bạn yếu tố rất quan trọng các bạn cũng phải để ý. Rồi UK thì từ tháng 1 năm 2020 thì sinh viên sẽ được ở lại 2 năm sau khi tốt nghiệp. Thì đây cũng là một cái chính sách nó rất là tốt và chính cũng từ cái chính sách này nên là cái số lượng học sinh đi UK bắt đầu nó sẽ tăng dần lên, bởi vì trước đây là học ở UK xong là họ chỉ gia hạn theo cái một thời gian nhất định là các bạn phải quay về nước rồi, nên nó cũng rất là khó cho các bạn mà muốn ở lại làm việc thêm. Nhưng bây giờ với cái chính sách mà các bạn được ở lại 2 năm sau khi tốt nghiệp, nó cũng mở ra rất nhiều cho các bạn có cái cơ hội để làm việc và định cư sau này. Vậy là chúng ta đã vừa xong về những cái yếu tố về chọn lựa về quốc gia. Vậy còn lựa chọn về trường thì như thế nào? Thì các bạn nên biết rằng khi mà các bạn đã hiểu hết về những cái quốc gia rồi, các bạn đã chọn được rồi, thì đến vấn đề trường các bạn cũng phải rất là để ý. Bởi vì sao? Bởi vì là các bạn chọn trường, các bạn phải hiểu về lịch sử về trường, chứ không phải đơn giản các bạn chọn trường vì bạn mình học ở trường này, vì mình thích hay vì người nọ người kia nói thì mình ấy. Bởi vì sao? Mỗi một trường nó sẽ giống như chiếc áo của các bạn vậy, nó sẽ hợp với bạn này nhưng nó sẽ không hợp với bạn kia. Thế nên để là, và những trường khi mà họ chọn lựa họ cũng sẽ rất cần rằng là
họ sẽ tìm những học viên mà cảm thấy rằng mình sẽ là người giúp cho các bạn có thành công trong tương lai, chứ không phải là các bạn thích một đằng nhưng mà trường họ lại dạy một nẻo. Đơn giản, cùng thì các bạn học về hospitality thì trường Steden sẽ dạy cho các bạn, như ở Hà Lan trường Steden sẽ dạy cho các bạn trở thành một nhà quản lý, sau này các bạn ra quản lý một các nhà hàng khách sạn resort, là về quản lý, tức là các bạn vận hành tiếp tục những gì đang có. Nhưng ví dụ như trường Breda chẳng hạn thì họ sẽ lại dạy cho bạn một cái sự creative, về sự sáng tạo, về tư duy đổi mới, có nghĩa là từ một cái nơi hoang tàn các bạn có thể biến nó trở thành một cái khu khách sạn ấn tượng đặc trưng hay khu resort nào đấy, thì đấy là một trong những cái người ta dạy cho các bạn nó khác nhau. Thế nên là khi mà các bạn chọn trường, các bạn phải để ý rằng là trường đấy nó có những yếu tố gì nó phù hợp với mình hay không, để sau này khi các bạn viết luận các bạn sẽ đi được vào đúng cái mà trường, những cái gọi những yếu tố chính mà trường họ đào tạo, và trường sẽ cũng, bản thân trường cũng sẽ được rất là cảm thấy tôn trọng về cái vấn đề rằng là chúng tôi chính là người mà bạn sẽ chọn. Vậy khi chọn về trường thì các bạn cần phải những yếu tố nào? Các bạn cần phải hiểu cái đầu tiên về trường, đó chính là tầm nhìn sứ mệnh. Thì tầm nhìn sứ mệnh mỗi trường, ví dụ trường chúng tôi sẽ giúp cho bạn trở thành một nhà lãnh đạo tương lai, chúng tôi sẽ giúp cho bạn trở thành một nhà sáng tạo, quản lý sáng tạo, độc lập tư duy, thì cái tầm nhìn và sứ mệnh đấy họ sẽ giúp cho bạn biết rằng, giúp cho các bạn biết rằng là vậy cái tầm nhìn sứ mệnh này nó có đúng với cả cái ước mơ nghề nghiệp khi mình tốt nghiệp ra trường hay không. Khi chúng ta hiểu rồi, nó sẽ là một cái động lực để chúng ta biết rằng trường này chính là cái niềm mơ ước của mình rồi, thì các bạn sẽ xem rằng thế thì những cái thành tích mà ngành mình học nó sẽ gồm những gì, trường này đã có những thành tích gì chưa. Vì nếu mà nói về trường thì mỗi trường họ có một cái điểm mạnh riêng về ngành nghề, nên là chính vì vậy các bạn sẽ xem rằng là những cái thành tích của trường này, bởi vì khi mà đôi khi chúng ta phỏng vấn thì trường sẽ hỏi tại sao bạn thích trường, và chúng ta có thể một cái lý do rất là nhỏ thôi, là tôi ấn tượng với trường, những cái thành tích, và những thành tích đấy họ đã, tức là nó giúp cho tôi có một cái động lực và để tôi theo đuổi, tức là đấy là một trong những cái yếu tố mình sẽ thêm vào trong cái quá trình mình trao đổi với trường, để trường hiểu rằng là mình rất hiểu về trường, cũng như là mình đã có sự chọn lựa đúng đắn. Rồi tiếp đó, khi chúng ta hiểu về trường, về tầm nhìn sứ mệnh, về thành tích, thì các bạn cần phải hiểu rằng chương trình đào tạo ở đây là gì. Các bạn phải biết là trường sẽ đào tạo những ngành gì, và trong cái ngành của mình thì họ sẽ đào tạo ra làm sao, và các bạn sẽ được đi thực tập. Là các bạn phải hiểu được cái chương trình đào tạo của cái ngành của các bạn học, hiểu về chung thôi, còn bạn nào có thời gian bắt đầu chúng ta sẽ đi vào nội dung của khóa học. Vì một số trường họ cập nhật, ví dụ như là kỳ 1 các bạn học được từng này môn, rồi môn này các bạn sẽ được học ABC đấy, thì họ sẽ có nhiều trường viết rất là chi tiết vào trong các website. Thì khi mà các bạn hiểu được toàn bộ về lựa chọn trường này này, thì các bạn sẽ thấy được rằng là nó sẽ hợp phù hợp với bản thân của mình hay không, và lúc đấy nó sẽ là một trong những yếu tố tí nữa cô sẽ hướng dẫn cho các bạn tại sao mà chúng ta cần phải viết, nó giúp cho mình trong cái vấn đề mình viết luận ra làm sao và phỏng vấn. Như vậy về lựa chọn, các bạn đã hiểu được về cái vấn đề về quốc gia và về trường. Và bây giờ thì có một cái phần thực hành nho nhỏ dành cho các bạn, đó chính là sau khi các bạn hiểu về bản thân rồi, các bạn đã hiểu về ngành mình học rồi, và các bạn đã hiểu về quốc gia, về trường của mình rồi, vậy các bạn sẽ chọn cho cô là các bạn muốn chọn một trường, về một ngành, một quốc gia, một trường phù hợp với bản thân của các bạn, hay các bạn chọn ngành, quốc gia và trường phù hợp với xu hướng. Thì các bạn hãy làm cho cô một cái phân tích này nhé, bởi vì sau này có sẽ rất là nhiều điều thú vị mà cô sẽ giúp cho các bạn biết trong cái vấn đề mình sẽ phỏng vấn ra làm sao. Thì cũng cái này cũng một phần nho nhỏ cô cũng chia sẻ là khi mà các bạn đã hiểu rõ bản thân mình rồi, về ngành rồi, và về cái điều kiện kinh tế mình, cũng như để mình có sự chọn lựa đúng, thì các bạn sẽ, và các bạn chọn được rồi, thì các bạn sẽ cảm thấy rằng là các bạn giống như tìm được một cái áo nó vừa khớp với bản thân mình, nó rất là phù hợp. Và khi nó đã phù hợp rồi thì các bạn sẽ cảm thấy rằng là mình sẽ không phải gồng mình, và các bạn sẽ được học với đúng, giống như là mình được làm những cái gì mình yêu bản thân mình, thì các bạn sẽ làm thực sự rất là tâm huyết. Và khi các bạn đã tâm huyết rồi thì chắc chắn cái vấn đề mà các bạn có kết quả tốt, các bạn làm bằng tất cả cái ngọn lửa của các bạn, bằng sự phù hợp đấy, thì đó là một trong những lý do tại sao mà các bạn sẽ không phải lo ngại cái vấn đề rằng là liệu ra trường mình có tìm được việc hay không.
Vì các công ty người ta sẽ tìm ở các bạn đó chính là cái vấn đề phù hợp với văn hóa của họ, và họ biết rằng cái năng lực của bạn sẽ phù hợp với cái mà họ cần, và người ta sẽ nhìn vào cái ngọn lửa của bạn. Thay vì nếu như bạn chọn về cái xu hướng, bạn phải biết bạn sẽ phải nhìn, cái chọn về xu hướng sẽ không sai, nhưng khi mà bạn chọn về xu hướng, bạn sẽ phải đối mặt với những cái khó khăn. Chắc chắn bạn sẽ phải vấp ngã, chắc chắn bạn sẽ có thể thay đổi, và bạn sẽ phải biết rằng tất cả những cái vấn đề đối mặt với của mình, để khi mình gặp phải, mình sẽ tiếp tục đứng lên và đi tiếp. Nên nếu như dù bạn chọn xu hướng hay phù hợp, đều là cuối cùng là sự chọn lựa của các bạn, hướng đi của các bạn. Các bạn muốn đi phù hợp để thành công nó cần hơn, hay các bạn chọn xu hướng để mình gồng mình hơn một chút, và có thể mình cũng sẽ bị ngã, để mình chọn được cái cuối cùng đích đến nó vẫn là cái sự phù hợp hay là sự sinh tồn. Thì cái này là cái mà các bạn thử làm lại cho cô sau để sau buổi hôm nay nhé. Rồi tiếp theo, sau khi mà các bạn đã có được toàn bộ về cái hiểu về bản thân mình, hiểu về ngành mình học, hiểu về quốc gia, hiểu về trường, và bước tiếp theo đó chính là cái bước số 4, đó chính là chúng ta sẽ lên kế hoạch. Vậy chúng ta sẽ lên kế hoạch như thế nào? Khi mà chúng ta đã chuẩn bị cho mình cả một cái kiến thức, một cái định hướng và một cái hiểu rõ bản thân mình rồi, thì cái kế hoạch đấy chúng ta sẽ làm gì? Các bạn, nó sẽ gồm có 9 bước du học như sau. Thứ nhất, các bạn đã làm xong rồi. Vậy là cái phần này là cái phần các bạn sẽ thấy này, nó đứng ở vị trí số 1, nó rất rất là quan trọng trong việc xác định mục tiêu và lên kế hoạch. Sẽ không ai có thể nhảy qua số 1, nhảy qua số 2, số 3 để các bạn nộp cho trường và nhận thư được luôn, mà các bạn phải đi từ cái bước số 1. Thì các bạn đã làm được rồi, cái bước kia các bạn đã làm xong, các bạn đã định hướng xong đúng mục tiêu rồi. Và bước thứ 2 rồi, nếu như các bạn bắt đầu là tập trung vào thi các chứng chỉ IELTS, rồi các bạn sẽ, nếu mà bạn nào có rồi thì chúng ta giảm bớt áp lực, còn những bạn nào chưa thì chúng ta sẽ biết là đi nước này, ngành này muốn học bổng, định hướng để mình bắt đầu ôn luyện cho nó đúng. Rồi mình cũng đã hiểu được hướng nghiệp, chọn ngành học phù hợp rồi. Thì khi mà các bạn qua được 3 cái bước này, bắt đầu lên bước 4 là chúng ta chuẩn bị hồ sơ. Thì hồ sơ là gì? Nó sẽ gồm có tất cả các cái giấy tờ mà mình sẽ phải chuẩn bị. Thì cái này Havina Global sẽ hỗ trợ cho các bạn khi mà các bạn làm hồ sơ tại Havina. Thì tất cả các bạn, anh chị ở Havina Global sẽ giúp cho các bạn từng bước một những giấy tờ gì mình cần chuẩn bị. Và đặc biệt trong cái vấn đề chuẩn bị hoàn thành hồ sơ này, nó sẽ có một cái rất quan trọng, đó chính là hoàn thiện CV và motivation letter, cũng như là cái thư xin học bổng, rồi kỹ năng phỏng vấn với trường với đại sứ quán như thế nào. Thì trong cái khâu chuẩn bị này thì Havina Global cũng sẽ hỗ trợ cho tất cả các bạn những cái bước đó, thì để các bạn tự tin hơn. Và khi đã chuẩn bị xong bước 4 này rồi là chúng ta gửi cho trường thôi, và gửi cho trường là đến cái bước 5 là chúng ta sẽ chờ cái thư mời nhập học. Khi đã có thư mời nhập học rồi thì bắt đầu là đến thủ tục visa. Và khi thủ tục visa xong, nhận visa và chuẩn bị lên đường rồi cất cánh nhập học. Thì trong cái vấn đề mà khi chúng ta nhận visa, cái bước thứ 7 nhận visa và chuẩn bị lên đường du học, thì lúc đấy là các anh chị ở Havina Global sẽ hỗ trợ cho các bạn những cái kỹ năng mềm, mình sẽ còn chuẩn bị thêm những cái gì đó trước khi đi mình sang đó, hay là hỗ trợ cho các bạn tìm nhà, đặt vé máy bay, rồi hỗ trợ người đưa đón. Thì tất cả cái bước 7 này thì các anh chị sẽ bắt đầu sẽ làm luôn cho các bạn như vậy. Và sau đấy là khi mà mình cất cánh và đi du học và nhập học, thì các bạn sẽ cảm thấy rằng các bước của bạn đi nó sẽ theo một cái trình tự, và nó sẽ không cảm thấy mình bị rối bời nữa, và mình sẽ cảm thấy rằng những gì mình đang đi là những cái mình đã được vạch định sẵn, và mình không phải là một cái mình bỏ cách, và không phải là một cái mà mình cảm thấy rằng mình lo lắng hay là mình sợ hãi cả, vì những gì nó đã đến sẽ đến khi mà mình đã thực sự nỗ lực và có một cái sự chuẩn bị sẵn sàng. Và cái số 9 đó chính là các bạn đã đặt chân đến đó và các bạn hội nhập. Thì một trong những cái đặc điểm của Havina Global là khi mà trước khi các bạn đi trung học, các bạn sẽ có một cái khóa học mềm được gọi là cái Tomorrow Leader Coaching. Thì cái khóa đấy sẽ giúp cho các bạn rất là nhiều về những cái kỹ năng quản lý tài chính, kỹ năng quản lý về thời gian, rồi kỹ năng networking, tổ chức sự kiện như thế nào. Thì tất cả những cái đó nó chính là một trong những cái giúp cho các bạn khi các bạn đến chân trời mới, và các bạn sẽ cảm thấy rất là dễ dàng khi các bạn hội nhập, và nó không còn là một cái gì đó chúng ta cảm thấy bị cản trở về ngôn ngữ hay là về con người nữa.
Thì đấy là một trong những cái mà một cái lộ trình, một cái kế hoạch các bạn sẽ phải cần làm như thế này. Và trong cô sẽ thêm cho các bạn một chút về trong cái kế hoạch như lúc nãy cô có chia sẻ. Thì trong cái kế hoạch ở cái phần chuẩn bị hồ sơ này thì nó sẽ có một cái là cái hoàn thiện CV và motivation letter. Thì đến đây thì cô hy vọng rằng các bạn cũng sẽ hiểu tất cả các bước lúc nãy cô chia sẻ cho các bạn, đó chính là hiểu bản thân, hiểu về bản thân này, hiểu về ngành học, hiểu về trường, hiểu về quốc gia. Nó sẽ giúp cho các bạn như thế nào trong cái vấn đề các bạn viết luận, nó sẽ giúp thế nào cho các bạn trong cái vấn đề phỏng vấn, nó sẽ giúp cho các bạn thế nào trong cái việc các bạn tự tin để các bạn hội nhập. Thì đây sẽ là một cái phần cô sẽ đi sâu thêm cho các bạn để các bạn cảm thấy rằng là những gì chúng ta làm mất thời gian. Thì ở phần viết luận của các trường họ sẽ cần gì ở các bạn? Họ sẽ cần biết là tại sao bạn chọn ngành này. Vậy rõ ràng, câu trả lời này các bạn đã được trả lời rồi ở ngay phần đầu, tại sao các bạn chọn ngành đúng không? Tại sao các bạn chọn nước? Các bạn cũng đã có câu trả lời. Tại sao các bạn chọn trường? Các bạn cũng đã có câu trả lời. Và đây, nó sẽ giúp cho các bạn viết motivation letter. Đó, một cái thư để mình xin nhập học. Và đây là một trong những cái mà các bạn sẽ cảm thấy rằng là các bạn sẽ rất rất là tự tin. Khi các bạn đã có được thông tin rồi thì các bạn cảm thấy rằng là mình sẽ không còn quá nhiều cái khó khăn để cho mình viết một cái bài luận nữa. Rồi khi mà các bạn được thư nhập học rồi thì các bạn muốn để tiếp tục để nộp học bổng. Vậy nộp học bổng sẽ cần gì? Người ta sẽ cần là tại sao chọn bạn đây? Tại sao bạn là ứng cử viên sáng giá? Why unique này? Tại sao bạn là unique này, là duy nhất này? Thì người ta sẽ phải cần biết cái background của bạn, về những cái skill, kỹ năng của bạn, cần cái experience, trải nghiệm của bạn và future me là bạn sẽ là ai 5 đến 10 năm nữa. Thì nó sẽ là được cái personal statement là một cái để giúp cho bạn để có thể xin được học bổng. Vậy rõ ràng là gì? Các bạn đã được học rồi, các bạn đã làm được ngay cái phần đầu tiên, đó chính là các bạn là ai, hiểu mình rồi. Hiểu mình rồi, các bạn đã biết được GPA của mình rồi, những thành tích hoạt động của mình như thế nào rồi. Và bạn đã làm được cái gì để các bạn được rằng là các bạn làm duy nhất, các bạn là ứng cử viên sáng giá. Thì các bạn sẽ thấy rằng là đấy, tất cả những gì các bạn cùng cô ngồi từng bước làm, nó chính là cái phần giúp cho các bạn viết luận. Và đây là phần viết luận. Vậy tiếp tục, sau viết luận này thì các bạn phỏng vấn nó có liên quan gì? Rất rất là liên quan. Trong cái phỏng vấn nó sẽ có truyền thống và cảm tính. Vậy truyền thống là gì? Truyền thống là người ta hỏi y hệt trong cái motivation letter. Tại vì sao? Tại vì sao các bạn biết là người ta sẽ hỏi lại? Bởi vì người ta muốn, từ đại sứ quán hay trường, người ta chỉ muốn rằng là việc các bạn đi du học có đúng hay không? Và các bạn có thực sự quyết tâm và các bạn có thực sự nỗ lực cho cái vấn đề học tập của mình hay không? Hay các bạn chỉ đi du học là vì bố mẹ bảo đi, hay là vì theo xu hướng, vì bạn bè? Thì những cái đấy họ sẽ rất nghi ngờ trong cái vấn đề các bạn ở lại hay trốn hay đi làm hay định cư mọi thứ. Những cái họ sẽ nghĩ đến những cái yếu tố nó không đúng và không tốt cho cái định hướng của các bạn. Thế nên là gì? Các bạn hãy nhớ rằng những người hỏi truyền thống không phải là vì họ không có gì hỏi đâu, mà thực sự họ muốn nhìn cái sự chân thật của các bạn. Nhìn những cái gì nó phải từ chính trái tim của các bạn trả lời, bằng cái con người của bạn trả lời, chứ không phải bằng cái mà các bạn học thuộc. Vậy rõ ràng khi các bạn phải ngồi một thời gian dài cùng cô nghiên cứu từ đầu, thì các bạn sẽ, nó cứ lặp đi lặp lại như vậy, nó sẽ giúp cho tất cả những cái điều mà bạn đã nghiên cứu cùng cô trò mình nghiên cứu, nó sẽ đi sâu vào máu mình. Và khi các bạn trả lời, nó chính là trả lời từ trái tim của bạn trả lời ra, và bạn sẽ nhìn bằng ánh mắt của bạn để trả lời, và bạn sẽ thuyết phục họ bằng ánh mắt của bạn và trái tim của bạn. Vậy họ sẽ hỏi truyền thống là gì? Tại sao bạn chọn nước chúng tôi? Tại sao bạn lại chọn trường này không chọn trường khác? Tại sao bạn lại học ngành này? Ngành này thì nó có những cái yếu tố nào mà bạn thấy rằng bạn phù hợp? Thì thực sự là những đây là một trong những cái mà các bạn học trò của cô cảm thấy rất rất tự tin khi phỏng vấn. Bởi vì sao? Bởi vì là các bạn bảo cô ơi, con trúng tủ rồi, nhưng mà thực sự cô vẫn chia sẻ với các bạn là đối với cô không có cái gì là trúng tủ cả. Bởi vì khi các bạn hiểu bản thân mình, các bạn hiểu mình cần, thì khi người ta hỏi, các bạn sẽ trả lời được bằng chính con người của mình, chứ không có cái gì là trúng tủ ở đây cả. Và khi các bạn đã chuẩn bị cho mình một lộ trình về kiến thức, một tâm lý tốt, thì các bạn sẽ cảm thấy rằng tất cả những cái gì họ hỏi cũng là cái họ hỏi lại chính bạn mà thôi.
rồi cái cảm tính này là những cái mà thực sự nó sẽ dành cho nhiều thầy hay là trưởng khoa hay quản lý, họ sẽ hay hỏi cái này, bởi vì họ bảo là cái hồ sơ của bạn tôi đã đọc, tôi hiểu biết hết rồi, tôi biết là bạn tại sao chọn nước này, chọn trường, chọn chúng tôi rồi. Thì cái mà họ hỏi cảm tính là gì? Thứ nhất họ hỏi lại cái, họ muốn xem cái khả năng phản xạ của các bạn như thế nào và cái khả năng mà các bạn tư duy nó ra làm sao. Đôi khi có những cái người ta chỉ hỏi rất đơn giản là tên bạn có nghĩa là gì, hay là họ cũng sẽ hỏi rất là thật, ngoài trường này, ngoài trường này ra thì bạn còn nộp thêm trường nào nữa hay không, rồi 3 năm đến 10 năm nữa bạn là ai. Lúc này các bạn không thể nào cứ gọi như là miệng chữ A một chữ O được, bởi vì sao? Bởi vì các bạn khi mà các bạn làm việc, các bạn đã được định hướng rất rõ bản thân mình, các bạn sẽ hiểu rất rõ, thì các bạn sẽ cảm thấy rằng là những cái vấn đề mình trả lời nó sẽ là những cái điều rất rất là chân thành. Và thực sự ở cái cảm tính này thì chủ yếu là người ta sẽ, hoặc người ta sẽ hỏi môn học nào bạn thích nhất, thì rõ ràng những cái gì mà cô đã hướng dẫn các bạn làm một cái bảng về về bản thân mình thì các bạn cũng đã tự tin hơn rất là nhiều. Thì đấy là một trong những cái mà các bạn sẽ thấy rằng là tất cả từ khi bắt đầu các bạn hiểu về bản thân mình cho đến khi các bạn hiểu về ngành, cho đến khi các bạn hiểu về quốc gia và cho đến khi các bạn hiểu về trường, nó đều liên quan đến motivation letter, nó đều liên quan đến phỏng vấn. Vậy nên các bạn đừng ngại vì chúng ta ngồi và làm. Tuy nhiên là các bạn nhớ phải nốt lại ra tất cả các thông tin này, bởi vì sao? Bởi vì nó sẽ, và sau đấy là các bạn cứ phát triển dần lên và nghiên cứu dần lên, thì những cái đấy, những thông tin nó sẽ giúp cho bạn hàng ngày bạn đọc và hàng ngày bạn tiếp tục, nó sẽ nhớ và nó sẽ rất là tốt. Và có một cái rất quan trọng như các bạn thấy này, tất cả những cái yếu tố ban đầu như cô hướng dẫn các bạn nó đều là logic với nhau, chứ không phải là cái vấn đề rằng là các bạn nhờ ai đó viết motivation letter nhưng các bạn lại trả lời một nẻo. Bởi vì sao? Bởi vì như thế người ta sẽ không hiểu được con người của bạn, bởi vì chỉ có con người bạn mới hiểu được. Nên là nhiều bạn cũng đừng có ngại rằng là cái vấn đề là có những bạn cái IELTS của các bạn khoảng độ tầm 5.0 nhưng mà bạn nhờ một người 7.0 viết rất là hay, trường hay đại sứ quán họ sẽ biết ngay là bạn sẽ nhờ. Vậy nên là gì, hãy chân thật với mình, và cái đấy là cái mà trường rất rất quan trọng và nó đều thể hiện tất cả từ bản thân bạn ngay từ đầu, từ hồ sơ của bạn rồi. Nên là chúng ta không làm gì dựa trên những cái gì mà chúng ta là của chúng ta. Đấy là cái mà cô khuyên các bạn như vậy. Và khi mà các bạn đã xong hết rồi, vậy là chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ, mọi thứ hiểu hết rồi. Và thứ năm là chúng ta sẽ hành động thôi. Hành động là bắt đầu lên list các giấy tờ mình sẽ nộp này, rồi bắt đầu nộp trường, CV có, IELTS có, mọi thứ có. Và nó sẽ cứ từng bước như vậy thì các bạn sẽ cảm thấy rằng là việc học của các bạn ở trường vẫn rất tốt. Các bạn vẫn không bị ảnh hưởng gì cả và các bạn cũng sẽ không bị chi phối, bởi vì không phải nay là đang làm, em ơi lại thiếu giấy tờ này, em ơi em phải viết bài luận. Các bạn sẽ bước từng bước một. Đấy. Thì đấy là một trong những điều mà cô muốn chia sẻ với các bạn trong ngày hôm nay. Thân như thế này sẽ giúp cho các bạn hiểu rõ hơn về một cái lộ trình để mà mình làm hồ sơ du học cho nó tốt nhất. Và rất là cảm ơn quý phụ huynh cũng như là các bạn đã tham dự cái buổi webinar về cái định hướng bản thân và xác định mục tiêu du học. Thì nếu như có thêm câu hỏi nào, các bạn cũng như quý phụ huynh có thể để lại thông tin ở đây thì mình sẽ hướng dẫn và hỗ trợ cho phụ huynh cũng như là tất cả các bạn trả lời thông tin một cách tốt nhất. Cảm ơn chị Trang ạ. Chị Trang ơi, vừa nãy có một bạn có inbox cho Havina Global thì bạn có hỏi rằng là vậy thì tất cả những cái lộ trình này thì ví dụ em muốn đi du học thì em cần phải bắt đầu lộ trình như cô nói từ bao giờ và mất bao lâu? Thông thường thì cô chia sẻ rằng nếu như em mà có định hướng để học bổng thì cô khuyên em nên chuẩn bị 1 năm, bởi vì cái thời gian đấy là cái thời gian để cô giúp cho các bạn có thể hiểu về bản thân mình một cách tốt nhất, để sau đấy khi mà chúng ta có hiểu được bản thân mình, chúng ta có thể có được thời gian nghiên cứu kỹ hơn về quốc gia, về trường. Thì đấy là một trong những cái như cô nói, nó sẽ giúp cho cái bài bài luận của các con nó được thuyết phục và nó thể hiện được cái việc mà các con thực sự có sự đầu tư cho cái định hướng tương lai của mình. Và hơn thế nữa thì cái quy trình để mà nộp hồ sơ như các trường con biết là, ví dụ như là năm nay con lên lớp 12 chẳng hạn,
thì cái học bổng của họ ấy, thì họ sẽ có những cái trường mà ranking cao, thì họ có những trường deadline họ đã đóng vào tháng 10 rồi, có nghĩa là vừa tháng 9 mình vào lớp 12 xong là tháng 10 họ đã đóng hồ sơ. Hoặc có thể trường muộn hơn, còn ở châu Âu thì họ có thể là trước mùng 1 tháng 2, mùng 1 tháng 5 chẳng hạn. Thì như vậy là gì? Nếu mà để nộp học bổng thì các bạn đã phải chuẩn bị từ rất là sớm, từ trước một năm, để khi mà chúng ta bắt đầu vào lớp 12 là chúng ta đã có sẵn sàng tất cả giấy tờ chúng ta nộp. Thì cái cơ hội học bổng đối với các con nó sẽ rất là nhiều. Còn những bạn mà chẳng như là không có định hướng tìm học bổng thì cô vẫn khuyên chân thành các bạn cũng nên ít nhất phải là 6 tháng. Bởi vì sao? Bởi vì ít ra cô phải giúp cho các bạn những cái kỹ năng mềm, các bạn phải hiểu được, vì nó còn liên quan đến cái vấn đề là phỏng vấn với trường, phỏng vấn với đại sứ quán nữa, chứ nó không phải là đơn giản là một cái visa để các bạn đi ra nước ngoài. Đấy. Dạ. Câu hỏi tiếp theo là bạn có hỏi là vậy con cần những kỹ năng mềm gì để trước khi đi du học, và ở Havina thì có đào tạo các khóa kỹ năng mềm hay không ạ? Thì như lúc đấy thì như trong cái quá trình cô chia sẻ thì cô có nói là, tức là ở Havina Global có một cái khóa học về Tomorrow Leader Coaching, thì đây là một trong những cái khóa học được đúc kết từ tất cả các những cái giảng viên mà đã đi du học, và họ cảm thấy rằng là đây là một trong những cái yếu tố thực sự cần đối với các bạn khi bước chân ra nước ngoài. Và cái khóa học đấy nó sẽ bao gồm các cái kỹ năng mềm, gồm những cái chủ đề về cái vấn đề kỹ năng về networking này, kỹ năng quản lý thời gian này, kỹ năng quản lý tiền bạc, rồi rất rất nhiều các cái hoạt động khác để nó hỗ trợ cho các con cái vấn đề mình hòa nhập với cái cộng đồng, với môi trường mới nó như thế nào. Và cái khóa học này thì hiện tại thì Havina Global cũng đang triển khai một cái khóa online để hỗ trợ cho các bạn, thì nó cũng sẽ rất là thuận lợi cho những bạn ở xa mà các bạn không có thời gian được tham dự khóa học. Còn ngoài ra thì trước khi khởi hành chạy một tháng, khi mà các bạn kết thúc thì bao giờ mình cũng sẽ có những cái khóa học đấy để giúp cho thêm các bạn nữa. Các bạn có bất kỳ những câu hỏi gì thì các bạn có thể comment xuống dưới, hoặc là các bạn có thể inbox Havina Global ạ. Và chắc là có lẽ hiện tại thì các bạn cũng chưa có thêm những câu hỏi nào. Thì chắc nếu mà có thêm câu hỏi thì các bạn cứ đặt ở dưới và Havina Global sẽ trả lời, inbox chi tiết để trả lời cho các bạn. Và chắc là chương trình của chúng ta đến giờ thì sẽ kết thúc rồi ạ. Cảm ơn cô Trang về buổi chia sẻ ngày hôm nay rất là hữu ích ạ. Và hy vọng rằng là cái buổi livestream ngày hôm nay đã giúp cho các bạn có những cái định hướng rõ ràng hơn, cũng như là những cái phương pháp, và hãy tận dụng cái khoảng thời gian mà khi chúng ta còn đang ở nhà thời điểm này, đúng không ạ, để có thể lên một cái kế hoạch, cũng như là định vị lại bản thân và lên một cái kế hoạch lộ trình rõ ràng nhất cho việc du học của mình, cũng như là trong việc học tập. Và cảm ơn cô Trang ạ đã và có những chia sẻ rất là hữu ích ạ. Và cảm ơn các bạn và các phụ huynh học sinh đã theo dõi buổi livestream ngày hôm nay ạ. Tạm biệt, và trong buổi livestream ngày thứ năm tuần này thì chúng ta sẽ gặp gỡ một đại diện trường đến ở châu Âu, là trường EU Business School, là trường top đầu về ở châu Âu về ngành business, quản trị kinh doanh, và cũng mong rằng sẽ nhận được sự tham gia của tất cả các bạn học sinh cũng như các quý bậc phụ huynh. Cảm ơn mọi người ạ. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye.